xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước đã gửi về cho mình luôn à, thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma đó muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a Cộng gmail.com còn nếu không các bạn cũng có thể gửi về cái số zalo của mình thì số zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là theo dõi cái trang fanpage của mình cái trang facebook của mình á, tên là chuyện ma vũ mập thì mọi người hãy vào đó để theo dõi tất cả những thông tin chuyện ma mình đều đăng trên đó hết luôn và cũng như là cũng gửi chuyện vào đó luôn nha mọi người nha à mọi người ơi <laughs> mình thông báo một cái tin nó rất là quan trọng giống như là À, mình tính á, là ở tập ngày mai đó là ngày 28 Tết đó mới là cái tập cuối cùng để mà mình đọc tên những bạn comment sớm nhất mà mình cầm à, comment được yêu thích nhất để bắt đầu qua từ 29 30 tới mùng 1 tới mùng 10 luôn á, là những tập đó là mình ngưng mình không có đọc comment nữa à, lý do là tại vì những tập đó là mình đã quay trước rồi để mình để dành để mình đăng Tết để mình Tết mình không có kể mà mình dành cái thời gian đó để mình chơi với, ở nhà mọi người kiểu như nghỉ Tết vậy đó nhưng mà vẫn vẫn kể trước luôn để mà qua đăng cho mọi người nghe nó thì ra thì từ bữa 20 Tết tới giờ nè, từ bữa 20 Tết tới giờ tới hiện tại bây giờ là 27 Tết luôn á. Là một ngày mình kể 3 tập, một tập thì mình để đăng như bình thường như tập này nè, còn hai tập mình để dành, để dành cho 2, 29 30, 1 2 3 4 gì đó, kiểu kiểu gì đó. Thì mình tính đó, hôm nay mình đọc và mình mình đăng chuyện này lên, xong ngày mai mình kể thêm một tập nữa rồi mình mới ngày mai là mình đọc tên comment thêm một lần nữa thì mình mới ngưng. Nhưng mà tối hôm qua mình mới uh, ở nhà mình mới nhờ mình đi công chuyện á mà một cái công chuyện nó cũng rất là quan trọng luôn thành ra là à, tới cái bữa hai mươi tám tết là mình kiểu như là mình đi nguyên ngày luôn 4 giờ sáng là mình phải mình phải lái xe mình đi cho tới khoảng cỡ 7 8 giờ tối mới về tới lận là nên thành ra là sẽ không có thời gian kể chuyện nên mình cũng xin phép mọi người là tập này là tập cuối cùng tập cuối cùng để mà mình đọc tên những bạn cầm uh, comment ở tập uh, ở tập 79 ngày hôm qua đó uh, và mình ngưng cho tới khoảng tầm mùng uh, kiểu như ngày 11 đó mọi người mà ngày 11 dưới tháng 1 là mình sẽ bắt đầu quay lại cái chương trình đọc comment nha mọi người nha. Thì do là cái comment cuối cùng mỗi do là cái lần đọc comment cuối cùng đó trong trong cái Tết này đó thì mình sẽ đọc tên là sáu người luôn ba người cầm minh được yêu thích nhất và ba người cầm minh sớm nhất luôn của tập 79 ngày hôm qua luôn nha mọi người nha rồi à, cái bạn đầu tiên được cầm minh được yêu thích thích yêu, yêu thích nhất luôn á là bạn có 31 người yêu thích cái cầm minh của mình là bạn hà tố trinh nè à, rồi à, bạn thứ hai là bạn hạnh trần mỹ mình nghĩ chắc là trần mỹ hạnh quá là được 10 người yêu thích nè và bạn thứ ba là cũng đồng 10 người luôn á là bạn long nguyên vũ long nguyên bủ cái ghi không dấu nên mình đọc đại gì ha mọi người ha là cũng là 10 người yêu thích luôn rồi còn các bạn đầu tiên mà cầm minh sớm nhất ngày hôm qua đó chính là ani trần ani trần hình như là lần trước mình cũng có đọc một lần rồi hình như chị này cũng cũng lớn tuổi và cái chị thứ hai là chị nhung nguyễn thị ngọc à, chị nhung nguyễn thị ngọc là chị cầm minh sớm nhất thứ hai và cái chị cuối cùng chị thứ ba là chị uyên võ chị uyên võ nha mọi người ha đó rồi hôm nay mình sẽ đọc tên sáu người luôn nghe cho đã ha rồi thôi bây giờ mình không mất thời gian của mọi người nữa Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay luôn Thì cái câu chuyện này á, là cái câu chuyện của một chị cũng tương đối lớn tuổi rồi Có cái facebook tên là Quỳnh Kim đã gửi về cho mình Thì cái câu chuyện của cô mới xảy ra tầm khoảng vài tháng trước thôi Thì nhân cái dịp cuối năm đó là một cái người con của cô á, ở bên Úc á Thì mới bay về để mà thăm gia đình Và sẵn tiện là sẽ dẫn dẫn mẹ đi chơi nọ luôn Nói chung là về và để đi du lịch là sẵn thăm gia đình luôn á nên khi mà con gái ra như vậy đó thì cái 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 chị đó chị mới ra một khách sạn à, khách sạn quận nhất ở đường thủ khoa hưng để mà mướn khách sạn ngoài đó ngủ nên thành ra là chị cũng đi ra ngoài đó để mà chị ngủ chung với con gái mình luôn tại vì lâu năm quá rồi nhớ con quá đi nên là cũng ra ngoài ngủ chung luôn thì mình không có biết tại sao là không có về nhà ngủ thì mình không biết chắc là cũng kiểu như là nhà cũng nhỏ hay sao đó thì ở khách sạn ở ngoài trung tâm cho nó tiện đi lại đi du lịch mà mọi người cho nó dễ thì mình nghĩ lý do là như vậy thì khi mà mới bước vào cái khách sạn này đó là cô cảm thấy là nó hơi lạnh 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 mà nó âm mưu âm mưu sao à mặc dù á, là cái khách sạn nó nằm ở giữa một cái đô thị như sài gòn mình biết mọi người biết quận nhất á là một cái quận là hầu như là không bao giờ ngủ là lúc nào 24 mươi trên hai lúc nào cũng đông người hết nhưng mà cái khách sạn nó lại khi mình bước vào mình thấy cái cấu trúc này nọ xây dựng này nọ nó, nó hơi kỳ kỳ u ám xíu rồi bước vào trong phòng nữa đó thì bắt đầu khi mà mở cửa ra là cô thấy có một cái hơi lạnh nó phà ra rồi cái hơi lạnh nó phà cho người cô và cô bước vô trong phòng là cô thấy nó lạnh lẽo lắm kìa thì lúc đầu cô hơi ngại ngại chút xíu nhưng mà cô cũng nghĩ là ừ chắc là cái khách sạn này đó là khách kiểu như là ra vô ra vô nườm nượp vậy nè nên thành ra là cái máy lạnh nó không có tắt à, nó mở hoài nó mở xuyên suốt luôn à, tại vì khách ra vô hoài khỏi tắt như mất công nhưng mà khi mà cô mới về đi vô phòng thì con gái cô đó thì mới cầm cái đầm mót lên mở cái máy lạnh cái tít cái cô quay qua cô nhìn thì cô thấy cái máy lạnh nó đang mở nói ủa gì nãy giờ cái máy lạnh nó tắt hả ta thì sao tự nhiên như phòng mở lạnh quá vậy À, xong rồi cô cũng tự trấn an bản thân mình thì chắc có lẽ là ừ khách thì người ta mới trả phòng rồi mới tắt máy lạnh tầm khoảng 5 phút á thì cái hơi lạnh nó vẫn còn thì cô cũng nghĩ vậy thôi chứ cô cũng cũng kiểu như tự trấn an bản thân mình mà à, cũng không có nghĩ gì nhiều thì sau khi ở đây được vài ngày đó là cô cũng chưa thấy cái gì nha nhưng mà tới cái ngày thứ năm đó thì có một cái hiện tượng nó xảy ra với cô như vậy thì cái đêm đó thì mọi người cũng biết đó, là những những cô chú anh chị mà lớn tuổi chút xíu đó thường là hay đi tiểu đêm lắm, Một ban đêm cái bắt đầu là cái cái đường cái đi mất mất tiểu cái phải là phải đi tiểu thì khi mà vào đi tiểu xong rồi đó đi ra trên giường nằm đó, thì không có ngủ được nữa những người lớn tuổi mà giống như là à, ba mẹ mình cũng vậy ba má mình cũng vậy đó tối mà ví dụ như rục rịch cái lại gì mà thức nửa đêm rồi đó là không có ngủ lại được ở nên thành ra là cô không ngủ được thì cô vẫn nằm nó có lướt facebook vì cô cũng là tân tiến rồi cô cũng biết xài điện thoại rồi facebook, rồi nọ rồi cũng lướt facebook mày nọ rồi cô hay hơn má mình má mình cũng dở má mình chưa biết xài cái đó thì cô lướt đang lướt facebook vậy nè thì cô nằm á tại vì cái phòng nó phòng lớn và cái phòng hai giường nên là thành ra cô nằm có một mình cô một giường thôi cái giường kia còn lại là vợ chồng của con gái cô thì cô đang nằm cô quay cô nghiêng như là kiểu như nằm nghiêng mọi người nằm quay lưng á chứ không phải là nằm ngửa hay nằm sấp á thì cô mới nghe cái tiếng thở nha Cô nghe cái tiếng thở bên lỗ tai nè Đó à, Cô nghe cái tiếng thở phì 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 Mà Cái tiếng thở nó thở tới đâu là nó phà một cái hơi lạnh vô cái gái của cô Nó phà một cái hơi lạnh mà Trong hồng đang bật máy lạnh là đang lạnh xương 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 rồi Nhưng mà cái hơi nó nó lạnh Nó lạnh y như nước đá mà giống như là Mọi người lấy cục nước đá để gần mặt mình mà nó phà cái hơi lạnh như nó lạnh giống như vậy đó Trời rất là kinh dị Rồi tưởng như vậy là thôi nha Rồi sẽ bắt đầu cô còn nghe thêm một cái giọng của một người đàn ông nói nữa Nói vào cái lỗ tai mình À, giống như mọi người tưởng tượng giống như là mình đang nằm có người mà kề lỗ tay và nói, nói nói kế bên mình vậy đó cái người đàn ông nó mới nói vậy nè xin lỗi nha xuống giường đi xin lỗi xuống giường đi đó à, là người đàn ông mới nói vậy đó nói một cái cách rất là lịch sự nó Không kiểu là cái giọng điệu rất là lịch sự nhưng mà cái giọng nói đó, nó trầm trầm nó ồ ồ và nghe nó nó kinh dị lắm kìa mà đặc biệt là nếu mình quay qua có một cái người khác cái người thiệt đang đứng ở đó mà nói vậy thì mình đỡ sợ đi mà còn cái này đó là đang trong phòng mình làm gì có một người đàn ông giống vậy đó thì khi cô nghe vậy và gặp cái hơi, phà vậy nữa là cô biết là ma rồi nên cô là rất là sợ luôn bắt đầu là cô đứng tìm cái nhà cô mới nhắm mắt lại cô cô tính la lên nhưng mà cô không có dám la tại vì sao tại vì cô thấy con mình mới bay từ úc về rồi không mà con rể mình rồi thêm cháu mình nữa chưa có hiểu ý nhau nhiều mà ví dụ như mấy cái ma cỏ này mình la lên này không biết là nó có sợ hay không hay là giờ ví dụ như nó sợ hay nọ đi thì nó đi chỗ khác nó ngủ còn nếu mà nó không sợ cái nó nghĩ mình ừ sao gì lớn tuổi rồi kiểu như lẩm cẩm này nọ rồi nên cô cũng rất là ngại đó, nên cô cũng không có dám la luôn nhưng mà cô quay qua thì cô không thấy gì hết nha lúc mà cô quay qua cô rờ rờ xung quanh giường là cô không thấy gì hết đó. nên thành ra là cô gán cô nằm đó cô nằm tới sáng luôn cô vẫn không dám kể lại luôn đó. thì sáng hôm sau đó vẫn chưa có trả phòng mà vẫn thuê cái phòng đó vẫn trả tiền phòng nó trong vòng một thời gian giống như là chị này chỉ về chỉ chơi nửa tháng một tháng như là chị kiểu như là chị uh, thuê thuê cái phòng nó nửa tháng một tháng luôn đó, nên thành ra không có trả phòng là cô mới bay từ Sài Gòn đó cô vẫn mới đầu dẫn gia đình bay ra ngoài Đà Nẵng để mà đi chơi mặc dù cái phòng nó vẫn giữ thì khi mà ra đây chơi cũng bình thường nha nhưng mà khi mà ra đây chơi cũng mới gặp được một chỉ có một cái hiện tượng nó hơi lạ chút xíu thôi là khi mà cô bay ra là nặng như vậy chơi bình thường thì nọ vui vẻ xong xong tới cái lúc mà cái buổi sáng hôm đó đó mới tổ chức đi bà nà Hiêu ở, 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 đó mới tổ chức đi bà nà Hiêu thì trong cái quá trình đó nha đang trong quá trình là soạn đồ mà đem trên xe để chuẩn bị mà hả, chạy ra ngoài bà nà Hiêu đó thì cô đi xuống khách sạn và cô sắp đồ này nè cô xách đồ và cô chuẩn bị đem lên xe đó thì cô nói là cô bị té cô nói là cô bị té bị té xuống mà mọi người lại đỡ luôn đó đỡ vậy đó thì cô mới nói là giống như là cô đi á nếu mình dấp cái gì đó mình té là mình biết mình trơn cái gì đó mình té là mình biết nhưng mà cô nói cái này giống như là có người đẩy cô vậy đó có một cái người nó đẩy cô mà lúc mà cô đi ra là tại vì cô lớn tuổi nè nên thành ra là cô soạn đồ rất là lâu là cô là hầu như là người ra cuối cùng luôn xung quanh cô là không có ai hết trơn á dường như mình nói ở đông đúc chen lấn sâu đẩy thì mình không nói đi còn cái này xung quanh là không có ai hết trơn á à, thì khi mà cô té xuống những người trên xe người ta mới thấy người ta mới nhào xuống người ta đỡ cô thôi mà cô nói là y như là có một cái lực đẩy mà nó mạnh lắm nó mạnh tới nỗi mà cô đang đi mà đẩy một cái cầm cái mà cô chuối nhổ cô té mà cô bật cái cô té xuống đất luôn là mọi người biết cái lực đẩy nó phải mạnh nó mạnh cỡ nào nó mạnh như một cái lực của một người đàn ông vậy đó thì khi mà cô đứng lên cô nói như vậy đó thì cái bà mà bán đồ á mọi người biết ở đà nẵng thì có những bà mà người ta hay ngồi ở đằng trước đường người ta bán ba cái đồ lưu niệm đó thì cái bà này bà cũng lại bà đỡ cô mà bà hỏi cô đổ sao tự nhiên Ờ, tự nhiên té à cô tự nhiên thấy đâu gì đâu mình đâu có dấp đá gì đâu mà té vậy thì cô này cô mới quay qua, câu hỏi nói ờ à, em em giống như bị ai đẩy hay gì nãy giờ chị có thấy ai đẩy em không á thì cái bài kia nó đâu có đâu tôi ngồi nãy giờ ngồi này, tôi ngồi này, tôi dòm tự nhiên tôi thấy bà xách hai cái bao hai cái bị bà đi ra xong cái bà té bà chú nhủi luôn à mà không có thấy giống như là không có thấy dấp cục đá hay không có thấy chân chữa chân mà chỉ bị té vậy thôi đó, đó là một, một cái hiện tượng lạ cũng rất là kinh dị nha thì sau khi mà té lên vậy đứng lên xong á thì cô mới thấy giống như là cái người mình là nó nó mệt mỏi lắm kìa nó mệt mỏi lắm giống như là té vậy xong cái biết bị gì cái không hứng thú đi chơi nữa nên thôi cô mới nói là thôi cả nhà đi đi thì cô quyết định là cô sẽ ở lại cái khách sạn đà nẵng đó thì sau khi mà ở lại đà nẵng ngủ thêm một đêm nữa đó thì qua ngày hôm sau đó là cô cũng đi về ở ở khách sạn sài gòn để mà ở luôn khách sạn ở, ở quận nhất ở đường thủ hoa hưng đó để mà cô ngủ thì khi mà mới bay về cô cũng mệt quá nên là cô cũng ngủ mê mệt luôn nhưng mà cái lúc này nè, khi mà cô ngủ trong này nè Mới vừa lúc đầu á, thì cô tưởng là cô mơ Tại sao mình nói mình tưởng chút xíu nữa mọi người sẽ biết Thì lúc này á, là cô, cô, cô thấy mình mơ nha Cô nói mình mơ là mình cũng đang ngủ trong phòng đó luôn mà sao Cái mền mình đang đắp vậy nè Cái có ai mà nó kéo xuống mà nó không phải là kéo mạnh mà giống như là nó từ từ nó tuột 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 tuột, xuống cái chân giường nó tuột xuống Cái cô chờm vậy cô kéo lên nằm chút xíu cái cô thấy nó tuột 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 mà cái này là cô đang tưởng là cô mơ nha cô đang thấy là cô mơ với nha tuột 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 xuống ba bốn lần như vậy đó thì tới cái lần cuối cùng mà cô khum xuống cô kéo lên đó, thì cô thấy có một cái người đàn ông bò lên với cô luôn kiểu như là cô đang kéo tới đâu là cái người đàn ông đó là bò 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 lên nằm kế bên cô luôn thì lúc này đó cô mới biết đó là không phải là giấc mơ ban đầu cô tưởng là cô mơ không mà đó nhưng mà nguyên văn của cô nói lúc đó là cô không biết là nửa thật hay nửa mơ mà nó nó sao sao á nhưng mà cái phần cái phần thật á nó nhiều hơn cái phần mơ mà giống như là cái con người mình nó mơ màng mơ màng nó mê man sao mà thấy cái người đàn ông bò lên như vậy cô thấy rõ ràng như vậy luôn nha thì lúc này á là cô biết là mình gặp ma rồi đó cô biết là mình cô mới là mình gặp ma thì cô mới bắt đầu là nhắm mắt lại là cô chuẩn bị niệm phật Kiểu chưa kịp chúng chưa, chưa chưa kịp đọc nó là chuẩn bị niệm trong đầu thôi đó. Thì cô còn nghe cái người đàn ông này nó tiếp tục nói nhưng không phải là cái giọng lịch sự như là lần trước cô gặp, lần trước cô gặp là cái giọng nói rất là lịch sự đúng không? Nhưng mà lần này là không, lần này là không có lịch sự mà nói là mày mày biết không? Mấy ngày nay là tao chọc mày đó. Mấy ngày nay là tao chọc mày đó, cười lên. Cười cười, cười lên vậy nè. Đó, mà cô nói cái giọng cười của cái ông này nó rất là khô khan mình thì làm sao mà mình có thể diễn tả được cái giọng cười của ma được vì khi mình mình cười cái nghe nó giả quá đi mình không có dám cười chỉ kiểu kiểu như là ha kiểu như là nó khô khan á mà cô nói cô nghe cái giọng nó giống như là chọc cô mà vui quá mà sảng khoái mà cười lên như vậy đó thì lúc này là khi mà vừa nghe nói xong là nghe tới đâu là cô nói là tim cô nó thắt 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 nó quặn lại tới đó luôn ở mọi người tưởng tượng được cái cảnh đâu vừa nghe chữ nào ông này nói ra là cái tim cô nó nó nó, nó thắt 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 lại nó sợ á mọi người thì lúc này cô mới ráng cô giữ bình tĩnh nha để mà cô đọc kinh. Bắt đầu khi mà cô niệm kinh đó, niệm Phật xong đó thì chưa niệm xong mà đang trong quá trình niệm như vậy đó thì một một phần á là cô cũng tò mò, cô muốn nhìn mặt ông này. Một phần nữa là cô muốn kiểm tra xem là mình niệm Phật như vậy đó thì cái ông này là không có biến mất hay không. Thì cô vừa niệm được vài câu vậy thì cô vừa mới có vài chữ đầu tiên thôi thì cũng hé hé mắt ra cô nhìn thì rồi. Cô nói là tới bây giờ cô vẫn chưa quên luôn á là cô nhớ như in luôn là cái mặt ông này nha nó nửa trắng nửa đen là cái kiểu như màu xám á hai con mắt thì nó đen hai con mắt là đen nhất hai con mắt nó thâm quần như con gấu trúc vậy nè cái mặt á thì cái màu mà nó lai lai giữa màu màu trắng với màu đen nó xám 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 á cái miệng thì bự bự nè cái miệng hơi bự bự chút xíu vậy nè ở à, cái miệng hơi há há bự bự chút xíu nè mà không có răng mà nhìn nó nó lõm chởm lõm chởm nhìn rất là kinh dị mà cái màu da mặt đó là mình biết mình mọi người biết cái màu cái màu giống như là giống như là xác chết mà giống như là bị điện giật cái mọi người mà nó bị xám ngắt nó tím ngắt lại đó. là cái màu nó giống vậy nên rất là kinh dị lúc này là cô nhắm mắt lại luôn lúc này là cô sợ quá rồi là cô nhắm mắt lại cô tiếp tục cô đọc kinh những cái bài kinh mà cô nghĩ trong đầu đó, là đọc đọc thiệt là lâu chút xíu sau đó, thì cô mở mắt ra đó thì mới thấy cái người đàn ông này không còn không còn ở đó nữa thì lúc này cô mới nhìn cái đồng hồ cô bấm điện thoại cô nhìn đồng hồ thì cô thấy là bốn giờ hai sáng này nha À, cô không có dám ngủ luôn, không có dám ngủ là cô nằm luôn cô cũng nhắm mắt rồi niệm phật á, kiểu như là niệm xuyên suốt để cho cái người đó không có hiện ra nữa đó. À, là khi mà tới sáng ra nha, cô bắt đầu là cô đi ra cô hỏi à, hai con hai con bé lễ tân á, ủa hai mà hai con bé lễ tân á là đứng đó đó thì cô mới hỏi là cô mới đem hết tất cả những câu chuyện đó cô kể lại từ cái bữa đầu tiên gặp cho tới bây giờ luôn á. thì hai con bé này cái mặt tái mét à, cái mặt tái mét à thì nó nói là ừ đó giờ là con chưa có gặp con chưa có gặp hết chân nhưng mà con cũng nghe cô không phải là cái người đầu tiên nói cho con biết đâu mà cũng nhiều người nói con biết lắm rồi nên hàng bé này nó rất là sợ nó mới nói là chắc cái ông này ông đói khác dữ lắm hay sao đó thì thôi cô coi cô, cô mua đồ cúng thử xem sao đó thì cái cô này là cô mới chạy ra ngoài ngoài ngoài, ngoài chợ gần gần ở đó cô mua nhang với lại với tiền bạc bánh trái cà phê với mấy đứa thuốc đó cô đem về nhưng mà cô không có dám lên phòng luôn nha lúc này là cô sợ quá, cô đâu có dám lên phòng đâu thành ra cô nói với mấy cái đứa lễ tân là cho cô ngồi cái chỗ mà cái ghế salon cái chỗ vào cái lễ tân đó để cô ngồi đó cô cúng thì cô mới bài ra như này nhưng mà bài ra xong rồi cô mới thấy ngại quá đi cô không có dám đốt nhang với cũng không có dám mồi thuốc lên tại vì nhiều khi á <laughs> cái khói nhang nó bay mà khách ra vô đùm nụp đùm nụp nó kỳ thì cô chỉ để cái đóng giấy tiền vàng bạc bánh trái cà phê mấy đứa thuốc đồ á là cô để cho một góc thôi cô để cô cũng gian giái cô nói là tôi không có biết tên tuổi hay nọ rồi cũng giái nhưng mà thôi những à, ông anh có, có có thấy tôi vậy đó thì thôi bây giờ tôi cúng nè tôi cúng mấy đi thuốc cà phê bánh trái hay nọ nè thì coi hưởng xong rồi đừng có theo tôi nha đừng có đeo hù tôi nha hay nọ á cô khấn giái nhiều lắm rồi sau đó thì cô mới trả phòng luôn cô mới trả phòng bắt đầu là cô đi về nhà đó thì đây là một cái câu chuyện một cái câu chuyện nó cũng tương đối ngắn của một chị tên là quỳnh kim đã gửi về facebook cho mình một lần mà cô đã đi khách sạn cô gặp mai ha ở ở quận nhất đường thủ hoa hưng mọi người ha thì còn một cái hiện tượng mà khi mà cô gặp ở ngoài đà nẵng đó thì mình nghĩ là chắc là cũng chỉ như là à, vong hồn mất quỷ ngoài đường vậy đó cũng xô cô và đặc biệt là những cô này cô này chắc cũng là thuộc dạng trong một trong những người mà yếu bóng mía đó <laughs> dễ dễ bị theo mọi người ha nên thành ra là rất rất là dễ bị những cái hiện tượng giống như vậy luôn rồi bây giờ tiếp theo là cái câu chuyện của một bạn cái bạn này ghi là không giấu nên mình không có biết là tên là trúc hay là trực nhưng mà bạn này là bạn là đàn ông bạn là con trai nên mình nghĩ là chắc là trực á, chứ đàn ông mà tên trúc thì nó nó hơi kỳ hay chắc cũng cũng chắc cũng có đó nhưng mà mình nghĩ là chắc tên trực quá đi à, thì á, bạn này bạn có kể lại cái câu chuyện mà bạn gặp ma ở cái hẻm 50 Tân Bình mà bạn này cũng nói là nếu mà ở Tân Bình đó là chắc chắn nếu mà người nào ở Tân Bình lâu năm đó, sẽ biết cái căn nhà ma và kiểu như những hiện tượng ma trong cái hẻm này. Đó, thì khi mà bạn lớn lên đó, bạn đi vô đây là kiểu như bạn với người yêu bạn mới mướn một cái căn nhà trọ để mà ở trong này đó, thì bạn đâu có biết đâu. Bạn đâu có biết là ừ cái này là nổi tiếng có ma đâu, tại vì bạn là từ cái chỗ khác bạn tới bạn ở mà, đó. Thì khi mà ở đây đó, ở được vài tuần thôi, lúc này mới ở được vài tuần thôi, nên là bạn cũng chưa có quen biết ai nhiều hết, thì bạn mới đi kiểu như là khi mà mình mới ở một cái chỗ ở đó đó thì bạn cũng thường hay đi sách xe chạy rà, rà rà vòng vòng để coi những cái chỗ ăn chỗ uống này nọ để mình nhớ để có gì sau này mình đi ăn đó thì bạn cũng chấm được vài điểm, thì cái tối hôm đó là bạn với người yêu quyết định là sẽ đi ăn mà như bình thường đó, là sẽ đi không xe xe máy chạy lẹ lẹ tới chỗ ăn nhưng mà không hiểu sao hôm nay là hứng kiểu như là đi hóng gió đó mọi người nên thành ra là sẽ quyết định là sẽ đi bộ thì khi mà đi bộ á đi bộ tà, tà 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 mọi người biết đi bộ thì rất là chậm mà nên mà mới đi bộ ngang ngang cái ngã ba có một cái ngã tư ở trong cái hẻm ngã tư hẻm chứ không phải là ngã tư đường nha ngã tư hẻm mà mới đi ngang qua cái ngã tư đó rồi xong rồi đi qua chút xíu đó, tới cái chỗ ăn thì cũng ăn uống bình thường rồi xong bắt đầu là đi về đó, bắt đầu là đi về thì khi mà ngủ cho tới 3 giờ sáng nha đó, bắt đầu là khúc cái cái câu chuyện nó kinh dị nó xảy ra chỗ này nè khi mà ngủ tới 3 giờ sáng đó thì bạn nghe có một cái tiếng gõ cửa ngay chỗ cửa phòng của mình mọi người biết nhà trọ thì là nó xây kiểu như một dãy dài nè mà cái cửa nó cũng đâu có cách âm gì đâu và đặc biệt cái cửa này nó còn hở lên một khúc vậy nè nó đây nhìn ra ngoài nữa thì khi mà nghe tiếng gõ cửa vậy đó thì bạn mới nhìn xuống đó, lúc này là bạn thức trước còn người yêu bạn người yêu bạn là chưa có thức đó thì mới nhìn xuống dưới cửa là thấy là có hai cái chân người đàng hoàng là giống như là người bình thường vậy đó gõ cửa thì bạn mới lên tiếng nha lúc này người yêu bạn là cũng tỉnh rồi nhưng mà bạn chỉ như là người yêu bạn không lên tiếng mà bạn lên tiếng đó bạn mới kêu ai vậy đó xong cái người này im đó im xong rồi bắt đầu là đi đó, đi đi chỗ khác xong rồi bạn còn nghe những những cái phòng khác đó, còn nghe tiếng gõ nữa có nghĩa là đi qua bên phòng kế bên gõ cửa tiếp rồi đi qua phòng kia gõ cửa tiếp đó thì bắt đầu là người yêu bạn mới hỏi là ủa À, ai và anh à, thì cái bạn này mới nói là chắc là có lẽ mấy ông xỉn đó, ông về ông gõ cửa đại kiểu như xỉn quá không có nhớ số phòng thì gõ cửa đại thì người nhà ra mở thì phòng của mình kiểu kiểu như vậy đó là bạn cũng không quan tâm thì hai người cũng im luôn cũng không có nói gì nhưng mà cho ngủ ngủ cho tới sáng luôn thì sáng hôm sau á, thì bạn mới nhớ tới cái chuyện đó thì uh, khi mà bạn đi xuống như vậy đó bạn gặp cái ông bảo vệ mà ngồi trực cái camera đó mặc dù là nhà trọ nhưng mà vẫn có gắn camera đàng hoàng và mỗi một cái hành lang gì có gắn nó kiểu như là phòng trộm cướp này nọ đồ á với lại ai có bị mất đồ này nọ đồ thì xuống dưới cửa uh, cỡ nhờ con camera đó thì khi mà bạn đi ngang qua bạn thấy ông nhà trọ này có camera thôi và nhìn thấy rõ ràng ngay chỗ cái dãy hành lang mình luôn nên thành ra bạn nhớ tới cái chuyện tối hôm qua nên bạn mới lại bạn giả bộ bạn sợ bạn sợi sợ bạn nói chuyện với cái ông bảo vệ đó vui vẻ chú cháu mày nọ đồ thì hồi nữa bạn mới đề cập là ừ tối hôm qua có cái ông kia ông xỉn ông tới ông gõ cửa phòng con mà con thấy ghê quá à thấy sợ nhiều khi ông xỉn ông gõ con gõ cửa gì nhiều khi con đi làm mày nọ đồ người yêu con ở con mình con gái ở mình mà ông gõ cửa kiểu này không được à, có gì chú mở camera cho con coi cái con thấy mặt ổng đi có mút gì con ra con dặn ổng này nọ đồ chứ để mất công người yêu con nó sợ đó. thì cái ông bảo vệ này ông cũng dễ chịu lắm ông cũng lại ông mở lên bình thường tại vì ông nghe cái lý do nó cũng chính đáng mà mở lên một cái là tua kiểu như cái chế độ tua nhanh đó và nhìn là không có thấy một cái người nào chứ là kiểu như là cả một cái hành lang đó là nó kiểu như là từ tối tới sáng là hầu như là sau khi mà hai cái người này về mà đi vô phòng mới thấy rõ ràng là hai anh chị này hai hai bạn này mà đi vô phòng rõ ràng là lúc lúc tầm đó như đó giờ đó và do đó nằm tới 3 giờ sáng bạn nhớ là 3 giờ sáng tại vì khi mà gõ cửa vậy là bạn có liếc qua đồng hồ thì bạn thấy là cũng 3 giờ 3 giờ kém năm này nọ rồi bạn nhớ mà thì tua tới khúc vòng 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 tới lui tới lui vòng vòng nửa tiếng đó là không hoàn toàn không có thấy ai mà đi ngang cái hành lang hết trơn là bắt đầu là bạn biết rồi lúc này là bạn biết là chắc chắn là ma rồi bạn cũng hơi rợn rợn rồi đó thì á tưởng đâu mọi chuyện nó kết thúc nhưng mà không ngờ ha sau cái bữa đó đó thì qua mấy ngày hôm sau đó, là cái bạn gái của bạn của người yêu của bạn của bạn này nè là liên tục ngủ mà kiểu như là mơ thấy ác mộng thấy những cái hình ảnh kinh dị mà thấy ma hay nọ đồ á nhưng mà tại sao mình không có nói ra được tại vì bạn này mới nói là giống như là mơ mà thấy không có cụ thể giống như là thấy gương mặt tới hù mình rồi thấy người này người kia tới hù mình rồi mà hình ảnh máu me nọ rồi chắc mình mình cũng biết là đa số mọi người là chắc cũng đã từng mơ những giấc mơ vậy rồi bản thân mình cũng kỹ như là mình bị hay làm việc căng thẳng hay sao là tối mình cũng hay bị mơ bậy lắm và những cái giấc mơ nó không có một cái hình ảnh gì mà nó cụ thể chứ á thì mình cũng không có biết cách nào để mình diễn tả lại cho mọi người biết được đó chỉ là cụ chỉ cụ thể là mơ thường xuyên mơ thấy những giấc mơ vậy mà mơ không thì không nói nha sáng á, thì bắt đầu là câu có bực bội đó, mấy ngày đầu tiên á thì người yêu với nhau mà thì anh này anh cũng bạn này mình cũng tưởng là ừ là chắc cũng kiểu như tới tháng mọi người ha phụ nữ tới tháng á, thì cũng hay khó chịu cấu gắt đó nhưng mà sao mà cứ đợi lâu có tháng thì bình thường thì bốn năm ngày là dữ lắm đúng không mà cái này mà cứ vậy hoài cứ cấu gắt bực bội hoài vậy đó khó chịu còn tối ngủ thì tự nhiên nửa đêm cái la làng lên la làng um sùm lên rồi ngồi khóc lóc mày nọ rồi nói em mới mơ ác mộng mày nọ rồi thì thấy kỳ quá đó nên cái bạn này là bạn mới mua cái vé máy bay cho người yêu mình bay đi về quê là quê ở ngoài bắc trung bộ lần thì bạn có nói thêm á là ở quê của cái bạn cái của người yêu mình nè là có một cái chị kia làm thầy À, làm thầy mà nói chung là cũng làm thầy trị vong này nọ đồ và nhất là là kiểu như là cho mượn xác để mà lên đồng rồi luôn á lên lên đồng mới làm việc luôn đó là cái người chị đó là có làm cái nghề đó thì khi mà người yêu của bạn đi ra đây đó cái người chị đó đó mới nói đó là cái người là con bé này là có bị vong theo đó là có bị ma theo và bị, bị hành như vậy và mặc dù á là con bé kia nó chưa có kể lại nha Ông bé đó, đó nó chưa có kể lại ở cái chuyện là ừ, tối em qua tối hôm bữa đó em bị gõ cửa hay nọ đâu là không có kể lại nha nhưng mà cái bà chị thì nói á cái hôm cái hầm bữa đó tự động nói luôn nói cái hôm bữa đó mà nó gõ cửa mày đó hơn là ha, cái thằng người yêu mày trả lời đó mà thằng người yêu mày nó không nó kiểu như là mạng lớn với lại nặng vía hay sao đó thì kiểu như là không có hạp hay sao đó thì nó không có bắt được chứ nếu mà mày trả lời là mày bị bắt rồi mà mày biết là nó ở đâu ra không? nó ngay cái chỗ mà ngã tư hẻm đó cái ngã tư hẻm là nổi tiếng lắm đó. Nhớ cái ngã tư hẻm này nhiều ma lắm á Mà mày đi thì cho mày Không đi xe ông đa mà đi lẹ lẹ Mày đi ngang đi Mà mày đi bộ ngang hay sao mà để mà nó theo á ờ, thì, thì cái bạn nhỏ Cái bạn gái này mà yêu của bạn này nè Thì mới biết biết À thì ra hôm bữa đó Mình đáng lẽ mình đi xe mà mình không đi Mà mình lấy kiểu như mình đi bộ Mà mình đi kiểu như mình đi chậm chậm đi ngang vậy đó Nên là thành ra cái vong mới đó, đó Cái vong ma đó Mới thấy mình mới hợp và mới theo mình từ từ để mà bắt mình luôn Mà hơn là mình không có trả lời Không có bắt mình kịp á Nên thành ra là cứ theo mà kiểu như là kiểu như dựa 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 để mình bực bội này nọ là mình cấu gắt trong người đó và mình chạy về đây bà chị mình nói cho mình mình mới biết được à, thì khi mà nói xong như vậy đó thì á, cái người chị này là mới đưa cho cái cái bạn này một cái vòng tay một cái vòng tay để mà đeo để kiểu như vòng tay để mà xua à, tà su ma gì đó nhưng mà nó có rất là có hiệu nghiệm nha thì phải nói là từ khi mà đeo cái người yêu bạn đeo cái vòng nó lên đó và lên trên nhà trọ này ở đó, thì cũng không có gặp gì nữa và từ lúc đó đó nha, thì bạn mới đi hỏi vòng vòng thì bạn mới biết là trời ơi, mình đang ở trong một cái căn hẻm mà nổi tiếng là về ma ở Tân Bình luôn, hẻm 50 ở Tân Bình, ở từ đó là bạn mới biết luôn, nhưng mà hả, kiểu như là cũng ở nhà trọ nó cũng có camera, nó an ninh, nó cũng sạch sẽ hay nọ đó, nên thành ra bạn cũng không có chuyển đi, và từ cái khi mà người à, yêu mình đeo cái vòng đó thì cũng không có gặp hiện tượng gì nữa, nên thành ra là bạn cũng ở đó luôn. Đó. À, và, bạn cũng có nói là để vài bữa nữa bạn cũng gửi thêm chuyện mà tới bây giờ cũng gần tháng này chắc là bạn cũng đợi cho cho mình kể xong cái chuyện của bạn đó thì bạn mới gửi tiếp đó là vì tại vì kết thúc câu chuyện là bạn ghi là xong câu chuyện một đó, thì bạn nghĩ là còn nhiều câu chuyện khác nữa nhưng mà chắc là bạn đợi mình kể xong câu chuyện này nè thì bạn mới gửi tiếp nha mọi người ha thì hẹn mọi người lần sau là mình tiếp tục mình kể cái một cái câu chuyện của bạn trên trực gửi về zalo nha mọi người nha đó, à, rồi bây giờ là hơi ngắn chút xíu đúng không thì bây giờ mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện nè nó ngắn thôi nó, nó nhỏ là một cái câu chuyện nhỏ thôi à, nhưng mà nó cũng rất là hay luôn thì cái câu chuyện này á là do một anh tên là nguyễn trung thiện nguyễn trung thiện đã gửi về fanpage nha để gửi về cái trang facebook của mình đó, chứ không phải là gửi về zalo nha mọi người nha để gửi về cái trang facebook mình một cái câu chuyện ngắn thì anh nói á là anh là đang hành nghề là chạy taxi và cái khu vực anh chạy đó là vòng vòng khu quận 7 này nọ đồ khu quận 7 bên À, kiểu đường trần xuân soạn đó mọi người thì anh nhớ nha cái lúc đó đó là tầm khoảng tám chín giờ tối nha anh đang chạy kiểu như là anh trả khách ở trong cái hẻm là 793 trần xuân soạn đó là anh đang chạy trả khách trong cái hẻm đó bắt đầu là anh anh chạy ra anh chạy ra hay sao đó thì anh nói á, khi mà anh chạy ra anh để ý á, là trong cái đường, trên đường anh chạy ra là trong hẻm nó có một cái chùa cũng rất là lớn nữa đó là khi mà anh chạy qua cái chùa đó chút xíu đó thì anh mới thấy có một cái nhóm năm người À, mà anh này anh chạy chiếc xe bảy chỗ mà anh thấy có một nhóm năm năm người nha đang đứng quắt taxi của mình đó đang đứng quắt taxi của mình mà anh còn thấy rõ ràng là trong nhóm người đó là có một cái người phụ nữ là nổi bật nhất kiểu như là nguyên một đám đứng thì năm người thì có một người phụ nữ là nổi bật nhất á là cũng mặc đầm này đẹp đẽ lắm mà cũng đeo túi sách đeo cái bóp kiểu như cái bóp nhỏ nhỏ mọi người thấy rõ ràng bình thường không có gì chứ á thì anh bắt đầu anh giơ tay anh giơ tay kiểu là anh nhận anh nhận xe cái anh giơ tay cái là bắt đầu là anh ra hiểu như là để thôi để anh anh chạy lên anh quay đầu lại cái là anh rước á anh mới vừa chạy lên thôi anh quay đầu lại cái rất là nhanh thôi taxi xe quay đầu thì cũng đâu có lâu đâu quay đầu lại cái mất tiêu không còn thấy năm người ở đâu nữa anh mới chạy tới anh đậu nó chút xíu luôn anh chờ giống như là kiểu như là người ta đi vô nhà người ta quên đồ hay sao đó mà anh chờ hoài mà nó nguyên cái hẻm đó mà nó vắng que nó vắng tanh nè không có ai hết trơn á bắt đầu là anh mới xuống xe nha anh mới xuống xe anh đi vòng vòng anh kiếm kiếm cũng không có một cái người nào đứng ở đó luôn đó và anh thấy rất là kỳ lạ bắt đầu là anh mới lên xe và anh bắt đầu quay đầu để mà anh chạy ra ngoài thì khi mà anh chạy ra ngoài rồi đó, anh chạy ra ngoài đường rồi đó thì anh chạy mình vừa chạy anh vừa bực bội nói sao mình nắm cái người này kỳ cục thì cái nó quắt xe người ta để người ta quay đầu xong rồi kiểu như là đi vô nhà kiểu như chọc mình hay sao mà thấy người nào người nấy cũng tương đối lớn tuổi rồi chứ phải là như kiểu như tuổi trẻ trâu đó mà chọc mình kỳ vậy ta. Đó. đó là kiểu như anh vừa chạy anh vừa thắc mắc anh không hiểu sao mình thấy rõ ràng trước mắt vậy mà. Sao kỳ vậy mới vừa quay đầu lại chớp nhoáng là mất tiêu. Thì vừa suy nghĩ vừa chạy suy nghĩ gì thì anh mới để ý hai để ý hai bên nhà nó hai bên đường đó thì thấy người ta đang cúng. Kiểu như người ta đang cúng ngày rằm ngày nọ được đó thì bắt đầu anh mới nhớ rồi hôm nay là 14 tháng 7 ngay cái ngày ngã kiểu như rầm lớn luôn rầm mà rầm âm lịch rầm rầm lớn luôn rầm cơ hồn lớn luôn á thì bắt đầu là khi mà anh vừa thấy đó mà anh biết là hôm đó là ngày rầm 14 tháng 7 đó là da gà nó nổi nè nó nó gần rợn gần rợn luôn là trời thiếu điều mà anh muốn chạy xe không nổi luôn á nó rồi rồi vậy là hồi nãy là gặp ma hồi nãy là gặp ma rồi chứ người thì không bao giờ mà kiểu như cái con hẻm mình đứng ở đầu hẻm mình nhìn cái là thấy hết trơn à thấy suông xuyên suốt cái hẻm luôn mà không thể nào mà trốn ở đâu mà kịp hết trơn á à đó là anh nghĩ tới đó thôi là anh muốn rụng rời tay chân luôn anh phải chạy tới một cái chung cư gần đó đó để mà anh đậu lại để mà kiểu như là cho nó bình tĩnh lại là anh mới chạy tiếp tục được á đó. đó là anh nói là trời ơi thấy ma thấy ma mà quắt mình xong mình còn kiểu như mình giơ tay lại rồi mình kiểu như mình ra hiệu rồi nọ để như mình đang giao tiếp với người ta nữa nên anh rất là sợ luôn đó thì đây là một cái câu chuyện ngắn của anh nguyễn trung thiện đã gửi về cho mình tuy là nó ngắn thôi nó không có dài thôi nhưng mà cái cái chi tiết câu chuyện mình thấy rất là kinh dị nha và tại vì mình là cũng là dân cũng có có chạy xe có lái xe nhiều á mà khi mình lái xe là mình sợ nhất những cái hiện tượng đó luôn mặc dù bây giờ mình đang ngồi mình kể chuyện ma nè nhưng mà lâu lâu á mình lái xe đó mà giống như hôm bữa mình đưa mình nói mà hôm bữa mình có kể là mình có cái thằng bạn bên nhật đó thì hôm bữa mà đưa nó ra sân bay xong lúc mà chạy về là cũng cả hai ba giờ đêm á mà đi cái con đường nó vắng que đó là mình nhớ lại những cái câu chuyện mà mình hay kể đó những cái câu chuyện mà mình hay kể bắt đầu mình sợ đó là mình chạy thiệt là lẹ luôn mặc dù mình xin lỗi mình nói xin lỗi chứ mặc dù lúc đó là mình có quá tốc độ thiệt nhưng mà thôi mình nói là hà công an bắt vô có gì mình đã đóng phạt này nọ rồi mình lấy biên bản mình đóng phạt thôi chứ bây giờ sợ quá ghê quá rồi. kiểu như gặp công an đỡ hơn gặp ma đó, đó là kiểu vậy đó mọi người ha đó là một cái câu chuyện ngắn về một anh đã hành nghề taxi đã thấy vậy nha mọi người nha và mình cũng nói thêm á và những cái câu chuyện mà kiểu như là ở những ngày rầm lớn á cũng nó không phải là khi không á, mà những mà những ông bà mình ngày xưa là từ cái tục lệ ngày xưa luôn rồi từ cái thời vua chúa ngày xưa luôn rồi là vào những cái ngày này thường là hay cấm con nít này nọ rồi đi ra đường là vậy đó không phải là khi không mà mà có vậy đâu nha mọi người nha bản thân mình thì mình chưa có gặp nhưng mà rất là nhiều người nói rồi à, ngay cả chuyện tâm linh cũng có mà những cái chuyện giống như là ngày rầm này nọ rồi xong rồi ra đường rồi nhậu nhẹt rồi bình thường thì dụ như có một cái câu chuyện nó ngắn vậy nè có cái ông kia đó là bình thường là ông rất là điềm đạm bình tĩnh luôn đó bữa đó ngày rầm đi ra đường va việc xe sao mặc dù là rất là bình tĩnh nhưng mà kiểu như là không biết sao lại nóng máu lên mà quýnh lộn mày nọ được cuối cùng là hả phải đi nhà thương này nọ đâu luôn thì khi mà người nhà lên hỏi á thì ông cũng nói là nó cũng không biết nữa sao tự nhiên á đụng xe qua quẹt cũng nhẹ lắm mà mà hả sao tự nhiên lúc đó leo xuống xe nói chuyện và lại nói chuyện với cái thằng đó mà nhìn cái mặt nó hay ghét quá nên quýnh nó cho bỏ ghét đó là ông nói gì luôn á kiểu như là những cái ngày đó hay mình hay nóng tính này nọ đồ thay bị kiểu như là cô hồn á kiểu như cô hồn theo mình á là cô hồn sẽ kiểu như suối mình làm này làm nọ đó, đó là có thiệt nha mọi người nha và mình nghe cái câu chuyện đây có câu chuyện ngắn mà mình đã từng nghe kể rồi thôi chứ mình còn nghe nhiều chuyện lắm nên thành ra những cái ngày rầm đó mình cũng hạn chế ra đường lắm bản thân mình á cũng ngày những ngày rầm cũng hạn chế ra đường mà nếu mà có công chuyện ra đường cũng cố gắng bình tĩnh chứ không có cái mà nóng tính này nọ được. nó xảy ra những câu chuyện đáng tiếc nha mọi người nha rồi thôi à, hôm nay là mình sẽ xin kể lại những câu chuyện ngắn vậy thôi à, để mà kết thúc cái Chứ những cái tập này để mà ngưng mình ngưng đọc comment đó mọi người để mà mình bắt đầu mình kể những tập chuyện Tết thì ví dụ đơn giản là bây giờ mình kể xong tập này là tập 80 đúng không là chút xíu sau đó rồi tầm khoảng cỡ nửa tiếng sau là mình kể tập 81 luôn nó nên thành ra mình đâu ở tập 81 mình đâu có đọc comment của tập 80 được đâu. Nó kiểu kiểu giống vậy là mọi người. Rồi thôi bây giờ những câu chuyện tới đây kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay á, thì nhớ là chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe nha. Để khi đó có những bạn bè mà của mọi người đó mà có những câu chuyện ma hay đó, người ta sẽ gửi về cho mình là mình lại tiếp tục có những câu chuyện ma hay kể lại cho mọi người nghe nha mọi người nha. Rồi những câu những câu chuyện ma hôm nay là kết thúc rồi. Dũng mập xin chào mọi người.